chỉ yêu cầu là tôi tôn trọng là cái sự bình yên cho nó, ổn định cho nó, không gì ám chạm vào nó. Còn nếu cái thì đưa hết cho chúng tôi thôi, bàn nội nó thôi. Vụ ly hôn của ông chủ Trung Nguyên, đề nghị của chủ tọa, ông bà cứ nghe một lần thẩm phán chiếu dại xem sao, có khách quan. Nhiều chuyên gia luật cho rằng chủ tọa có thể cho lời khuyên trong quyền hạn xét xử mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, điều này chưa phù hợp. Trong phần chất vấn sáng ngày 21 tháng 2 tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa đồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ 48 tuổi, chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo 47 tuổi, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân bất ngờ có động thái khuyên nhủ bà Thảo rút đơn ly hôn, lui về con xuyến gia đình quản lý tài sản để ông Vũ phát triển Trung Nguyên. Ông bà cứ nghe thẩm phán xứ dạ một lần đi. Thôi thì bà rút đơn lại, giao công ty cho ông Vũ quản lý, không tham gia nữa để chồng phục vụ chi hướng. Ông Vũ không có tài thì không thể nào đưa một cơ sở doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chị Thảo về chăm sóc 4 đứa con, rút khỏi hội đồng quản trị để cho ông Vũ điều hành toàn bộ. Tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng bà. Rút đơn rồi, giao toàn bộ công ty lại cho ông Vũ có được không? Chủ tọa Xuân chủ động đặt vấn đề với bà Thảo. Trước đề nghị thẳng thừng, bà Thảo ngập ngừng trình bày những điều còn chăn trở. Bà cho rằng bản thân là phụ nữ nhưng cũng là một doanh nhân nổi tiếng và có khát vọng, có quyền làm việc. Ngoài ra, bà cũng bày tỏ những lo lắng về sức khỏe của ông Vũ, lo sợ về tương lai của Trung Nguyên, lo chồng để công ty rơi vào tay người khác. Tôi đọc hồ sơ, ông Vũ thấy hoàn toàn không có biểu hiện là không chung thủy với vợ. Ông rất quan tâm đến vợ con, toàn bộ tài sản ngân hàng đều không có tên Vũ mà chỉ là tên chị. Chứng tỏ rất tin chị, ông Vũ sống rất tử trung, đàng hoàng, không có dấu hiệu gì là ngoại tình. Chủ tọa Xuân đáp lại. Trấn an người phụ nữ 47 tuổi, chủ tọa cho rằng Trung Nguyên vẫn có lợi nhuận tổng doanh thu ngày càng lớn trong hàng chục năm nay. Chủ tọa nhiều lần đánh giá ông Vũ là người thông minh, đủ sức khỏe, gánh vác trọng trách đưa Trung Nguyên trở thành thương hiệu vươn tầm thế giới. Bây giờ chị có rút đơn về, coi trong quản lý tài sản, lợi tức chị giữ, bàn giao công việc cho ông Vũ sống như một bà hoàng. Con chị trưởng thành rồi, ông Vũ sẽ bổ nhiệm con, sau đó nó sẽ quản lý luôn. Chị vừa giữ gia đình, sau này có tài sản. Cháu lớn gần 20 tuổi rồi, học nước ngoài đủ gánh vác, chị sống như một bà hoàng. Chủ tọa bày tỏ quan điểm nhận định của bản thân. Ông khuyên nhủ bà Thảo, thế nên ông bà cứ nghe thẩm phán suy giải một lần đi. Thôi thì rút đơn về với các con, tất cả tài sản doanh nghiệp giao cho ông Vũ quản lý, điều hành rồi chị rút khỏi công ty, có mất cái gì đâu. Chị không mất gì, chị được chồng, ông Vũ được vợ, chị về xin lỗi mẹ, xin lỗi chồng. Bà Thảo cho rằng mình không sai thì tại sao phải xin lỗi. Chủ tọa tiếp tục nhấn mạnh bà Thảo sẽ không mất gì khi rút đơn và dành thời gian cho hai bên hòa giải. Trước lời khuyên nhủ của chủ tọa, luật sư Trương Đông Nghĩa bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Thảo lên tiếng phản ứng gay gắt. Tại sao lại kêu gọi một doanh nhân, một người mẹ, một người bị cầm không cho vào công ty mấy năm đi về nấu cơm nấu nước chăm lo cho chồng? Lời khuyên này không phù hợp. Chủ tọa có nhiều nhận định rất chủ quan. Trao đổi về việc chủ tọa đưa ra lời khuyên cho đương sự như trên, ông Vũ Phi Long, nguyên thẩm phán tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hội đồng xét xử không được thể hiện ý chí của mình đối với đương sự xét xử, trong khi giải quyết vấn đề mà chủ tọa đưa ra ý kiến cá nhân là không phù hợp. Chuyện đương sự là của đương sự, hội đồng xét xử là người đứng ở vị trí trung lập để tìm hiểu, lắng nghe các bên đưa ra phán quyết và đưa ra phán quyết sau đó, chứ không thể nói thay cho ý chí bên nào, ông Vũ Phi Long nói. Nói về vụ chủ tọa khuyên bà Thảo rút lui về con xuyến gia đình, ông cho rằng việc này không phù hợp với nguyên tắc khách quan khi tiến hành xét xử. Chủ tọa không nên đưa ra ý kiến của cá nhân cho đương sự tham khảo, cũng không có trách nhiệm tư vấn mà chỉ là để hòa giải. Mình không sai thì tại sao phải xin lỗi? Vợ của ông Lê Đặng Lê Nguyên Vũ Lê Hoàng Diệp Thảo nói. Tương tự, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cách đặt vấn đề của chủ tọa là không phù hợp. Bà cho rằng khi xét xử phải khách quan, vô tư, đảm bảo bình đẳng giới, khuyên nhủ thẩm phán Xuân có phần thiên vị. Việc hòa giải vừa phải được tiến hành trước đó. Trước khi phiên tòa bắt đầu, hội đồng xét xử cũng đã hỏi lại vấn đề hòa giải của hai bên, nên việc chủ tọa đề nghị bà Thảo rút đơn đề nghị hòa giải là không đúng. Đó là chưa kể chủ tọa nhiều lần nhận định rất chủ quan. Đồng quan điểm, luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng động thái của chủ tọa là thiếu khách quan. Ông cho rằng những lời khuyên tư vấn này có thể phù hợp vào giai đoạn hai bên hòa giải, còn trong quá trình xét xử thì không. Việc nhận định một vấn đề gì đó
chỉ có hội đồng xét xử chứ không phải là chủ tọa. Hơn nữa, đây là vấn đề mang tính cá nhân, có nhiều quan điểm trái chiều. Trao đổi với báo chí, luật sư Bùi Quang Nghiêm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hội đồng xét xử gợi ý cho bà Thảo rút đơn ly hôn, hàn gắn gia đình khi phiên tòa đang diễn ra là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Thẩm phán có thể khuyên các bên hòa giải bất cứ giai đoạn nào trong quá trình xét xử trước khi đưa ra bản án. Chỉ ở giai đoạn phúc thẩm vẫn có thể hòa giải, luật sư Nghiêm nói. Luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng chủ tọa không sai nếu xét về quyền hạn của hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật. Thẩm phán có quyền gợi ý để các bên đương sự tự giải quyết. Tuy nhiên, luật sư đánh giá việc gợi ý vấn đề của chủ tọa là chưa phù hợp